em sẽ giới thiệu rõ hơn cho các anh biết về Kariyushi PTA nhé. Và đầu tiên thì em sẽ giới thiệu về từng thành viên của nhóm. Hát chính và guitar bass là Maikawa Shingo. Hai thành viên chơi guitar là Shinya Yukihiro và Miyahira Naoki. Chơi trống là Nakamura Hiroki. Tên của nhóm Kariyushi theo tiếng địa phương vùng Okinawa có nghĩa là điềm lành. Còn số 58 là lấy ý tưởng từ đường quốc lộ số 58 chạy qua Okinawa. Năm 2005 thành lập nhóm và năm 2006 đã ra mắt công chúng. Năm nay để kỷ niệm 10 năm từ ngày đầu ra mắt công chúng, nhóm sẽ cho ra mắt album Best, tổng hợp tất cả những ca khúc hit của nhóm trong suốt thời gian hoạt động. Nhạc của nhóm là sự pha trộn giữa rock và reggae kết hợp với âm điệu của vùng Okinawa, tạo nên một nét độc đáo và đặc biệt trong làng nhạc Nhật Bản. Anh muốn nghe thêm điều không? Nhiều luôn. Và sau đây thì em sẽ giới thiệu đến các bạn một ca khúc với thông điệp là hãy sống trọn từng ngày để không bị gì về nuối tiếc. Đó chính là ca khúc Owari Hachimari. Và trên YouTube thì video clip này đã đạt đến cột mốc 9.700.000 lượt xem rồi đó. Và mời các bạn. Thank you.
忘れてしまっていないかい。残された日々の短さ、過ぎゆく時の速さを、一生なんて一瞬さ、命を燃やしてるかい。かけがえのない時間を胸に刻み込んだかい。もうすぐ今日